Trạm khuyến nông huyện vừa tổ chức hội thảo mô hình nuôi thỏ theo hướng an toàn sinh học kết hợp với thức ăn viên. Tại hội thảo, bà con nông dân được tham quan mô hình nuôi thỏ trình diễn của ông Nguyễn Văn Nhợ, ấp Mỹ Giang, xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn. Mô hình được thực hiện 4 tháng, từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 25 tháng 8 năm 2023, quy mô 20 con thỏ. Thức ăn viên hỗn hợp, thức ăn xanh gồm lúa cỏ, rau muống. Đồng thời, kết hợp sử dụng chế phẩm sinh học hay men vào thức ăn. Quá trình nuôi cho thấy thỏ ít nhiễm bệnh, lớn nhanh, tỷ lệ sống đạt 100%. Sau 4 tháng nuôi, thỏ đạt trọng lượng bình quân từ 2,8 đến 3,1 kg một con, giá bán là 80.000 đồng một kg. Đặc biệt, mô hình nuôi thỏ thị trường tiêu thụ rất dễ dàng. Hiện mô hình đang được bao tiêu đầu ra tại địa phương. Trạm khuyến nông huyện Thoại Sơn đánh giá mô hình nuôi thỏ theo hướng an toàn sinh học mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với những phương pháp nuôi thỏ thông thường tại địa phương. Đây là mô hình mới, thị trường tiêu thụ dễ dàng, nhẹ công chăm sóc, chi phí thấp. Trong đó, việc kết hợp sử dụng chế phẩm sinh học giúp vật nuôi tăng trọng nhanh, giảm chi phí thức ăn, tăng sức đề kháng, chống chịu dịch bệnh, hạn chế việc sử dụng kháng sinh, làm giảm mùi hôi do chất thải trong quá trình nuôi gây ra.